Con không muốn bố mẹ lo lắng cho con, nhưng rồi con lại là đứa khiến cho bố mày khổ tâm nhất. Bố ơi. Bố chẳng có tài sản gì ngoài các con. Con cũng thấy giờ bố già nua, lầm khẩm, ráo điều. Nhưng bố có tình yêu, tình yêu và một ngôi nhà, để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về. Bố ơi, bố ơi, con xin lỗi bố. Cứng cỏi lên. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi. Vào đi. Bố về đây. Con vào và giải quyết xong mọi việc rồi về với bố.